Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Con tên là Sơn Nguyễn Mai, con 16 tuổi, học lớp 84, trường trung học cơ sở Tập Ngãi. Con đang sống với ngoại, với mẹ, với anh, với em. Chồng tôi mất là 5 năm rồi. Chồng tôi đi 2 bữa ở trên Bình Dương. Đi mới được có 1 năm mà. Rồi ổng phát bệnh, ổng đau lưng. Mà ổng bệnh đó là ổng bệnh rồi, ổng cứ gan hoài. Mới về nhà ổng nói, cái này chắc hồi anh biết bệnh gì. Em qua đây đưa anh đi bệnh viện đi. Đi tới khám thì ở bệnh viện Tây Vinh. Nói không biết bệnh gì, kiếm chưa ra. Ta nói vậy đi chờ gãy đi. Chứ bệnh này sao kiếm ra không biết nữa. Cái đi chờ gãy đi, ngủ theo dõi một tuần. Anh ta nói phát hiện cái này là chạy thận đoạn cuối rồi. Thứ hết trơn rồi. Cái đoạn cuối là tôi muốn tiệt mạng luôn rồi. Chứ mình không có hy vọng mà sống nữa. Tiếc là thiếu nợ ta chồng chất luôn. Năm ba con mất là 11 tuổi, bệnh thận đoạn cuối. Thời gian khi ba con sống á, con không được chơi với ba con nhiều. Ba con thì năm trước đi làm, không ở nhà. Ba anh em con thì chỉ chơi với mẹ nhiều hơn. Còn ba thì ít, ba đi làm 3-4 năm mới về lần. Con muốn làm bác sĩ để chữa trị cho người ta đừng có bệnh như ba con. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.